Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta cùng đi vào bài 55 ở trong quyển sách toán 3 bộ sách kết nối, đó là bài phép trừ trong phạm vi 10.000. Đối với phần phép trừ trong phạm vi 10.000 thì các em làm hoàn toàn như trừ trong phạm vi 1.000 cũng như là trừ trong phạm vi 100. Tức là chúng ta sẽ đặt phép tính theo hàng dọc và các em trừ theo thứ tự từ phải sang trái cho cô. Ví dụ ở đây chúng ta có cái phép trừ là 3.143, các em trừ đi 1.634. Các em trừ này, 3 không trừ được cho 4, các em mượn 1 phía trước lấy 13 trừ 4 bằng 9 này. Mượn 1 thì các em nhớ 1 sang, 3 này nhớ 1 nữa bằng 4 này. Đấy, các em lấy 4 trừ đi 4 thì bằng bằng 0, biết không? Được không? Hoặc là 3, 4 trừ đi 3 bằng 1 xong tiếp trừ 1 nữa thì bằng 0. À, 1 này không trừ được cho 6, các em mượn 1 phía trước lấy 11 trừ 6 bằng 5. Mượn 1 các em nhớ trả sang đây, 1 này nhớ 1 nữa bằng 2 và 3 trừ đi 2 thì bằng bằng 1, các em viết 1. Kết quả của phép trừ là bằng 5 1.509. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số các cái bài tập ở đây. Ý đầu tiên, 5.274 trừ đi 2.928. Cô có này, 4 không trừ được cho 8, kem mượn 1 phía trước, lấy 14, kem trừ đi 8 thì bằng 6. Mượn 1, kem nhớ trả sang đây nhá, nhớ 1 sang đây. Kem lấy 7 này, trừ đi 2 này thì bằng 5. 5 trừ tiếp đi 1, trừ tiếp đi cái dấu chấm này nữa này. 5 trừ đi 1 thì bằng 4, kem viết 4. Tiếp theo, 2 này không trừ được cho 9, các em mượn 1 phía trước lấy 12 trừ 9 bằng 3. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 5 trừ đi 2 thì bằng 3, 3 trừ tiếp đi 1 nữa bằng 2. Viết 2. Kết quả là bằng 2.346. Tiếp theo, 7.668 trừ đi 5.809. Có 8 không trừ được cho 9, các em mượn 1 phía trước lấy 18, kem trừ đi 9 thì bằng 9. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 6 trừ đi 0 thì vẫn bằng 6. 6 trừ tiếp đi 1 thì bằng 5. Viết 5. 6 này không trừ được cho 8, kem mượn 1 phía trước lấy 16 trừ 8 bằng 8. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. Cái này thì kem có hai cách. Kem lấy 5 cộng 1 bằng 6 luôn cũng được. Rồi lấy 7 trừ đi 6 thì bằng 1. Hoặc kem trừ này, 7 trừ đi 5 thì bằng bằng 2, 2 trừ tiếp đi cái dấu chấm này, trừ tiếp đi 1 thì bằng 1. Vậy kết quả chúng ta bằng 1.859. Phép tính tiếp theo là 2.384 trừ đi 827. Cô có 4 không trừ được cho 7, kem mượn 1 phía trước lấy 14 trừ 7 bằng 7 này. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây này. 8 trừ đi 2 thì bằng 6 này, 6 trừ tiếp đi dấu chấm, trừ tiếp đi 1 này thì bằng 5, viết 5 này. 3 không trừ được cho 8, kem mượn 1 phía trước lấy 13 trừ 8 bằng 5. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 2 trừ đi 1 bằng 1. Vậy kết quả của phép tính này bằng bao nhiêu đây? 1.557. Sang phép tính cuối cùng, 6.729 trừ đi 43. Cô có 9 trừ đi 3 thì bằng 6, viết 6. 2 không trừ được 4, kem mượn 1 phía trước, lấy 12 trừ đi 4 bằng 8. Mượn 1 nhớ trả 1 sang. 7 trừ đi 1 bằng 6, viết 6 và số 6 này kem hạ xuống. Kết quả của phép tính này bằng 6.686. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 2. Cô có bài tập số 2 như sau. Những ai mà chưa xong bài tập số 1 thì các em hãy dừng lại để tiếp tục làm xong nhé. Có bài tập 2. Yêu cầu các em đặt tính rồi tính. Đối với bài tập số 2 này,
Kem sẽ đặt tính theo hàng dòng. Ta có phép tính đầu tiên. Bài tập số 2A là 4.291. Kem trừ đi 3.864. Chúng ta trừ theo thứ tự từ phải sang trái, trừ hàng đơn vị trước. 1 không trừ được cho 4, kem mượn 1 phía trước lấy 11 trừ đi 4 bằng 7. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 9 trừ đi 6 bằng 3, 3 trừ tiếp đi dấu chấm này tức là trừ tiếp đi 1 thì bằng 2, viết 2. 2 không trừ được cho 8, mượn 1 phía trước lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4, trả 1 sang đây. 4 trừ đi 3 bằng 1. 1 trừ 1 bằng 0, nhưng chữ số 0 đứng đầu kem không cần phải viết. Kết quả của phép tính này bằng 427. Sang phép tính tiếp theo là 8.380. Kem trừ đi 6.425. Ta có 0 không trừ được cho 5. Kem mượn 1 phía trước, lấy 10 trừ 5 bằng 5. Mượn nhớ trả 1 sang đây. 8 trừ đi 2 bằng 6. 6 trừ tiếp đi 1 nữa bằng 5. Viết 5. 3 không trừ được 4. Kem mượn 1 phía trước, lấy 13 trừ 4 bằng 9. Mượn nhớ trả 1 sang đây. 8 trừ đi 6 thì bằng 2. 2 trừ tiếp đi 1 thì bằng 1. Vậy kết quả bằng 1.955. Sang phép tính tiếp theo nữa là 6.635. Các bạn trừ đi 807. Ta cũng trừ theo thứ tự từ phải sang trái. 5 không trừ được cho 7. Kem mượn 1 phía trước lấy 15 trừ đi 7 bằng 8 này. Mượn nhớ trả 1 sang đây. 3 trừ đi 0 thì bằng 3. 3 trừ tiếp đi 1 thì bằng 2, viết 2. 6 không trừ được cho 8, kem mượn 1 phía trước, lấy 16 trừ 8 bằng 8. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 6 trừ đi 1 bằng 5, viết 5. Kết quả của phép tính này bằng 5.828. Câu chuyển tiếp sang bài tập số 3. Có bài tập số 3 như sau. Sông Nin là sông dài nhất thế giới với chiều dài 6.650 km. Sông Hồng dài 1.149 km. Hỏi sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu km? Như vậy, muốn biết sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu km, kem lấy chiều dài của sông Nin, kem trừ đi chiều dài sông Hồng. Vậy ta có bài tập số 3 như sau. Ta có sông Nin dài hơn sông Hồng, số km là. Sông Nin dài hơn sông Hồng, số km là. Chúng ta lấy chiều dài của sông Nin là 6.650. Kem trừ đi 1.149 là chiều dài của sông Hồng. Coi nhầm luôn. Hoặc là bạn nào không nhầm được thì kem hãy đặt tính theo hàng dọc. Đây chúng ta đặt tính theo hàng dọc nhé. 6.650 trừ đi 1.149. Không không trừ được 9, kem mượn 1 phía trước lấy 10 trừ đi 9 bằng 1. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 5 trừ đi 4 thì bằng 1. 1 trừ tiếp đi 1 thì bằng 0. 6 trừ 1 bằng 5 và 6 trừ 1 bằng 5. Như vậy là
Sông Nil dài hơn sông Hồng là 5.501 km. Sau khi đặt tính ngang dọc rồi, ta có kết quả là 5.501 km. Đáp số năm nghìn năm trăm linh một km. Như vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được tiết 1 của bài 55 ở trong quyển là sách toán lớp 3, bộ sách kết nối. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.